Alo, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Các bạn đã bao giờ gặp phải một cái tình huống đó là các bạn đi đọc cái concept, đọc cái câu chuyện, đọc cái cảm hứng làm mùi, và sau khi mà các bạn rất trông chờ mùi hương đó nó sẽ như tưởng tượng các bạn, nhưng khi các bạn thử mùi hương thì nó lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau chưa? Gần như rằng nó không có một cái sự liên kết nào cả. Không biết là các bạn đã gặp chưa, nhưng mà thực sự thì mình cũng đã gặp những trường hợp đó khá nhiều. Đó là vẽ ra một cái viễn cảnh rất rất đẹp, nhưng mà khi mà chúng ta thử thì nó lại hoàn toàn ngược lại. Ngày hôm nay thì như tiêu đề các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy, trên tay mình đây đang là Imaginary Arthur. Và cái tên mà mình muốn nhắc tới của nhà nước hoa này đó là Falling Into The Sea. Đây, chính là em nó. Đó. Và bật mí rằng chai nước hoa này cũng có xuất hiện ở trong list nước hoa mùa hè ở phân khúc trên 3 triệu. Và lý do vì sao mà mình lại cho em nó vào list nữ chứ không phải nam thì mình sẽ xin phép được giải thích ngay sau đây. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. Cái trước tiên mà mình muốn nói với các bạn đó chính là đối với những cái thương hiệu mà mình đã làm review qua vài sản phẩm rồi thì các bạn cứ tìm lại những cái video đầu tiên, vì với cái video đầu tiên đó thì mình có xu hướng là giới thiệu về lịch sử cảm hứng hay là về một chút về quá trình học tập của hay là cái quá trình lớn lên của những người sáng tạo thương hiệu hay perfumer làm mùi. Và Imaginary Arthur thì tôi nhớ rằng là tôi đã làm ít nhất đâu đó hình như là 1 đến 2 sáng tạo rồi. Thì các bạn có thể thấy đâu đó một cái đường link hiện ở trên này để các bạn có thể xem kỹ hơn. Và để tiết kiệm thời gian hơn thì mình cũng sẽ chỉ nói về cái câu chuyện của Falling Into The Sea thôi, mà sẽ không nhắc lại về cái lịch sử hay là cái quá trình hình thành của Imaginary Arthur đấy nhá. Cái đầu tiên mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây đó chính là về thiết kế màu sắc. Đúng ra thì chúng ta sẽ còn một cái hộp giấy trông như là một cái quyển sách để có thể nhét vừa chai nước hoa này vào ở giữa. Nhưng mà tại vì tôi nhận chai nước hoa này chỉ đơn giản là có mỗi như thế này thôi, mà do Century tài trợ. Còn đối với cái màu xanh này thì các bạn có biết là màu xanh này giống màu xanh gì không? Giống màu xanh của Tiffany ấy. Một trong những cái thương hiệu mà người yêu tôi cũng hay nói rằng là nếu mà được cầu hôn bằng nhẫn cưới của Tiffany thì cảm giác là nó rất là hạnh phúc, đúng không? Màu xanh tôi hay gọi là màu xanh sổ ghi bạ. Nhưng mà cảm giác thì cái màu xanh này nó có vẻ nhìn đậm hơn và sáng hơn, và cảm giác mang tới một cái cảm nhận nhìn nó cũng bình yên hơn, đúng không? Đó, biển cả, nhưng cảm giác kiểu một ngày trời rất là đẹp rời, sóng yên biển lặng. Nhưng cái câu chuyện đằng sau mùi hương này thì nó lại không được như cái màu sắc của em nó. Thì theo như chủ thương hiệu có chia sẻ về Falling Into The Sea, đó chính là một cái ghi chép lại một cuốn hồi ký nhật ký của Nika. Đây là một nhân vật nữ, và trong cái chuyến nghỉ hè thì cô cùng với những người bạn đi đến một cái vùng biển, và sau đó thì cũng có gặp lại những cái bạn nam cũng cùng độ tuổi với mình. Thì trong cái quá trình ở đây thì các bạn nữ thường xuyên đi ra biển chơi, hái hoa, bắt bướm, bla bla. Còn đối với những bạn nam thì họ thường xuyên kiểu nhảy ở những cái độ cao, ở những cái vách đá xuống dưới biển để mang lại một cái sự mạnh mẽ, sảng khoái, tươi mới. Và các bạn cũng thấy hình ảnh này nó xuất hiện rất trong rất nhiều những cái phim Mỹ trước đây. Nhưng mà sau một cái nụ hôn nồng cháy, tình yêu đến rất là bất chợt, thì hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng vào một cái đêm trăng thì anh chàng này đã nhảy từ trên vách núi xuống, để lại mình cô Nika ở trên. Và cô Nika thì thường xuyên kiểu rất là day dứt, khóc lóc ở trên cái vách núi. Thì mình cũng không hiểu lý do vì sao, và cái câu chuyện nó chỉ tóm tắt như vậy thôi ở trên trang chủ của Imaginary Arthur. Nên là tôi cũng chả hiểu là tại sao đang yên đang lành đã có một cái tình yêu đẹp và chúng ta lại nhảy từ trên vách núi xuống mà chúng ta không quay lại. Hay là do cô gái này có cái nét gì đó ghê gớm mà chúng ta gọi là sư tử Hà Đông, bla bla. Thì các bạn nào có nắm được thêm cái câu chuyện của Nika, hoặc là các bạn có đọc được ở đâu đó, thì các bạn rất mong các bạn có thể chia sẻ để mình hoặc là những người khác có thêm những góc nhìn mới. Còn tôi tìm kiếm mấy nơi rồi thì toàn bộ câu chuyện từ Century phân phối hay là Imaginary Arthur cũng có chia sẻ trang chủ, nó rất là gắn gọn đấy. Và tôi cũng không hiểu lý do vì sao, đặc biệt là với một người như tôi, là một người muốn kiểu tìm hiểu tận gốc, thì tôi vẫn chưa hiểu tại sao chàng trai lại nhảy xuống đấy. Nên là tôi cũng rất là tò mò về mùi hương này. Đây, em nó thì các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy hình thù nó cũng kiểu chả có gì đặc biệt cả. Đơn giản là một con chim, một quả chanh, sau đó thì sẽ là một cái thuyền cùng với hình ảnh của mặt trời, là một cái sự tuần hoàn.
chả hiểu luôn. Ông nào hiểu thì bình luận ở phía dưới nhá. Đầu tiên thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi thanh, ngọt và có chiều sâu rất rõ rệt. Và nếu như các bạn ngửi kỹ thì các bạn nhận thấy thêm một cái nét chua chua nữa. Nhưng mà ở đây thì tôi có cảm giác đó là mùi của những cái quả bưởi da vàng, sau đó chín này, mix cùng với cái nét vải. Và nếu như các bạn ngửi kỹ ở phần top nốt, đưa lên ngửi ngay khi các bạn vừa mới xịt, các bạn nhận thấy cái mùi the của vỏ bưởi ở cái phần cùi khi các bạn dùng những cái móng tay hoặc là các bạn dùng dao các bạn bóc ra vậy. Cái nét này nó chỉ xuất hiện đâu đó 5 đến 10 giây đầu thôi. Một cái điểm khá là thú vị khi mà tôi test cái mùi hương này kỹ và tôi ngửi ngay nó ban đầu. Mặc dù là mình cũng hay khuyên với các bạn rằng là đừng ngửi cái phần top nốt ngay từ ban đầu vì nó sẽ khá là dày cồn và nó ngộp, nhưng mà ở Falling Into The Sea thì nó lại không mang tới cái cảm giác đấy. Thế nên là các bạn muốn trải nghiệm kỹ hơn về mùi hương này thì các bạn có thể ngửi ngay từ ban đầu để nhận ra được cái nét của kiểu tinh dầu vỏ bưởi rất là rõ. Và em nó thì mang tới một cái cảm giác như kiểu bừng sáng khi mà tôi vừa mới xịt. Mùi hương này nếu như là những cái ngày nào mà trời mưa ấy, các bạn chán đời ở nhà không biết đi đâu hay là các bạn hỏng một cái kế hoạch ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể xịt em nó để cải thiện về mặt kiểu cảm xúc. Vì mùi hương này nó đúng như chúng ta đang ngủ và ai đó đang kéo một cái chiếc rèm ra vậy. Căn phòng đang tối mịt bỗng dưng bùng sáng. Đó. Con này thì khi mà sau khoảng tầm 10 đến 15 phút ở trên da thì nó giống như kiểu một cái ly nước có ga, trái cây sủi bọt. Và cái nét có ga ở đây thì nó cũng không quá mãnh liệt như khi chúng ta vừa mới giật cái lon ra và chúng ta uống ngay, mà như ai đó đã giật ra từ trước đòi khoảng tầm nửa ngày và rồi các bạn uống, thì cái vị trái cây nó nhiều hơn cái vị có ga, hoặc cái cảm giác như kiểu cái nước khoáng á. Đó, thì ở đây mình nghĩ rằng là khi mà nó tạo ra cái hiệu ứng khoáng hay có ga này, nó sẽ mang tới chúng ta cái trải nghiệm gần gũi hơn với cái việc là chúng ta đang ở biển, để nó có thể đồng concept với cái phần mùi hương này. Thú thật với các bạn rằng đó chính là mình đã test em này trong một khoảng thời gian khá dài để có thể đưa ra được những cái câu từ để các bạn dễ hình dung. Nhưng mà tôi vẫn chưa thể nào hoàn thiện ưng ý được với những cái mà tôi đang truyền tải ở đây. Vì thường tôi có xu hướng là lựa chọn những cái hình ảnh liên quan đến đồ ăn, đồ uống để các bạn có thể dễ dàng cảm nhận. Nhưng mà với Falling Into The Sea thì tôi có cảm giác như kiểu đang trở lại vào cái năm 2017-18 gì đó. Khi mà tôi đi kiểu... tôi đang đi kiểu Vinpearl ở Phú Quốc ấy. Ở đó thì nó có những cái căn kiểu biệt thự sát biển, nó có mấy phòng ngủ để cho mọi người có thể kiểu ở theo nhóm. Và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái khoảng cát rộng ở đằng sau, một bãi tắm riêng của Vinpearl, cát vàng trắng cùng với cái biển đấy, cùng với cái tiếng của sóng biển và một cái mùi khoáng đặc trưng hơi mặn mặn đến từ nước biển nữa. Và một cái nữa đó chính là đó mang tới một cảm giác mịn như khi mà chúng ta đang bước xuống cái cát và cái cảm giác cái chân của chúng ta nó sẽ lún hết vào và cát nó sẽ xen cào những ngón chân của mình, một cảm giác mềm rất là dễ chịu, có một cái kiểu độ bông nữa. Và em này ấy, thì mùi hương nó tạo ra, nó gợi cho mình đúng đến cảm nhận là chúng ta đang dẫm chân lên những bờ biển. Và bên cạnh đó thì cách khoảng tầm 100-200 mét hoặc có thể là xa hơn đang có những cái vườn hoa rất là sặc sỡ màu sắc và những cái vườn trái cây chín theo làn gió thổi đến mũi của bạn. Và đơn giản lúc đó là chân của các bạn dẫm sâu xuống cát và các bạn đưa mũi hít thở, và lúc này thì mang tới một cảm giác siêu là tươi mới, rạng rỡ và rất là fresh, rất là yên bình. Đây là một cái mùi hương mà mình nghĩ là xịt đi biển thì rất là hợp lý luôn, đặc biệt là với những bạn nữ hoặc kể cả những bạn nam hoặc những cặp đôi yêu nhau có thể mua để cùng mang đi biển, rất là hợp concept. Đây, mặc những áo hoa với những cái quần đùi, cô gái thì có thể là mặc những chiếc váy dài, đội những chiếc nón để có thể cùng nhau đi biển. Nên là mùi hương này ý, nếu như mà bảo là dựa trên cái concept, cái câu chuyện mà họ truyền tải để các bạn có thể hình dung ra nó thì mình nghĩ là chắc chắn là các bạn sẽ phải thất vọng khi các bạn ngửi. Nhưng mà nếu như các bạn ngửi được mùi hương này thì chắc chắn sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hai cái nó gần như nó không liên quan đến nhau ấy. Em này tôi ngửi cảm giác rất là tươi vui, rất là mới mẻ, rất là năng động. Và nó sẽ là một cái ngày dài với rất nhiều những kế hoạch và dự định tươi mới để có thể cùng nhau sát cánh. Còn thì sẽ đọc cái câu chuyện kia xong kiểu tôi thấy suy luôn,
chả hiểu sao lại như vậy. Nên là đôi khi có những sáng tạo mà khi mà họ đẻ ra mùi hương họ không thể nào truyền tải hết bằng câu chuyện được, hoặc là có thể là họ vẽ ra cho đủ chỉ tiêu ấy. Nên là đối với cá nhân tôi thì đây là một trong những chai nước hoa mùa hè rất rất ổn. Còn về phong cách của mùi hương này thì đối với cá nhân mình thì mình đã nói rồi, đây là chai nước hoa sẽ xuất hiện ở trong lít nước hoa dành cho nữ ở phân khúc trên 3 triệu. Thực ra là nam hoàn toàn có thể xài được, nhưng mà mình thấy cảm giác nó nghiêng nữ nhiều hơn, vì chủ đạo của nó sẽ là kiểu citrus cùng với fruity, nó cảm giác rất là mềm mại, tươi mới. Thế nên là hợp nữ hơn là dành cho nam. Các bạn nữ đi biển này, hoặc là các bạn có xu hướng là mặc những cái chiếc váy dài xuyên hết, kiểu qua cả đầu gối, ôm lấy cơ thể với những chất liệu lụa này rất là mát mẻ, hoặc là kiểu linen hoặc là len, những cái thứ nhưng mà mỏng thôi, gen hợp lý hơn. Sau đó các bạn đội những cái chiếc mũ cói và các bạn gài những cái bông hoa trắng hoặc là những cái bông hoa đại ở quanh tai này. Rất là nhẹ nhàng, rất là tiểu thư, rất là trẻ trung, chứ không hề ảm đạm như câu chuyện mà nó mang tới. Còn về cái phần hiệu năng của Falling Into Sea thì trên da mình nó sẽ trung bình ổn định khoảng tầm 4 tiếng rưỡi tầm đấy. Có thể là nhiệt độ nóng hơn thì các bạn sẽ thấy rằng là nó bị giảm về độ lưu. Con này là một trong những con mình thấy nhiệt độ ảnh hưởng rất nhiều đến phần hiệu năng. Tôi đã test từ những ngày rất nóng đến những ngày mà tôi không ra đường một xíu nào, thì lúc mà tôi ở trong nhà thì nó tỏa rất tốt. Nó tỏa thậm chí rằng là 2 tiếng đầu mà mình không nghĩ rằng là Imaginary Ether này có những cái mùi tỏa tốt đến như vậy. Nhưng mà với những cái ngày mà mình ra đường với nhiệt độ cao hơn thì cái mùi hương này có một cái độ lưu khá là hạn chế. Mình nghĩ là chỉ tầm 4 tiếng thôi, tầm 3 tiếng thôi. Còn ở trong nhà thì các bạn cứ xác định là nó sẽ được khoảng tầm 5 tiếng cho đến 5 tiếng rưỡi. Thậm chí là nhiều hôm tốt thì nó được 6 tiếng. Còn độ tỏa nó sẽ trung bình ở tầm trên dưới nửa cánh tay. Đó. Thế nên là các bạn có thể cân nhắc vào cái vấn đề này, thì các bạn có thể xịt vào những cái thời điểm phù hợp. Con này mình nghĩ là xịt vào những ngày mưa nó cũng rất là ok, như mình chia sẻ ở cái phần ban đầu, là những cái ngày nào mà trời mưa hơi chán đời, hỏng kế hoạch, thì các bạn hoàn toàn có thể xịt em nó để kéo lại cảm xúc rất là tốt. Và chỉ tiếc là chai 50ml thôi, nhưng mà nhà tôi ấy, các bạn nhìn đằng sau này, nó đâu đó khoảng tầm 3 chai rồi. Mấy hôm nữa tôi lấy thêm mấy chai nữa thì nó sẽ xếp thành một bộ sưu tập cực kỳ đẹp. Nên là đối với cá nhân mình, đây là một cái mùi hương thú vị. Và hỏi mình rằng so nó với những cái con mà cũng cái tông mùi trái cây lạ mũi như thế này, thì gần đây có Nature Insulin của Maison Martin nó cũng mang được một cái vibe như vậy. Nhưng mà con này thì với mình thì mình nghĩ rằng là nó có cái cảm giác hơi cũ một tí, hơi kiểu vintage một tí. Nó giống như kiểu là những cái chúng ta đang hồi ức lại cái khung cảnh chúng ta đang đi biển ấy, là chúng ta đi rồi nhá, chúng ta hồi ức lại thì cái tông màu khi mà họ làm phim ấy nó cũng sẽ có cái tông màu ngà vàng hơn so với những cái tông màu của những bộ phim đang chiếu ở hiện tại và tương lai. Thì với mình thì mình nghĩ là con Maison Martin kia thì nó sẽ đậm mùi hơn, nó cũng sẽ lên nhiều fruity hơn. Con này thì mix thêm cùng hoa nữa nên là nó cũng sẽ nữ tính hơn. Đấy, còn so với vài sáng tạo nào nhỉ? DG3 thì chua hơn, juicy hơn nhưng mà lại hiệu năng lại còn lởm hơn. Nên là mỗi người một phong cách. Falling to the Sea thì mình nghĩ rằng là các bạn nam lẫn nữ đều có thể mua được để xịt đi biển. Đây là một con rất là recommend để đi biển. Nó cũng hot thực ra lâu rồi, nhưng mà thời gian gần đây lại được rộ lại. Vì thế thì cũng xác nhận với các bạn để cho các bạn biết thêm những cái thông tin về phần hiệu năng. Một trong lựa chọn khá hay và thú vị. Thiết kế hộp đẹp nữa. Yeah. Và không biết là các bạn đã từng thử qua Falling Into the Sea của Imaginary Ether hay chưa? Các bạn nghĩ sao về cái phần câu chuyện? Các bạn có bị giống mình hay không? Chia sẻ phía dưới nhá. Còn đừng quên việc like, share, ấn nút cho theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.